Một câu chuyện vừa cảm động lại vừa bi hài về một ông trùm xã hội đen của Hàn Quốc là Seo Ji-hwan, một người đã chọn rửa tay gác kiếm, từ bỏ trốn giang hồ để làm lại cuộc đời và cứu vớt những con người từ vũng lầy của tội lỗi để trở về với ánh sáng công lý. Hiện giờ, ông trùm Seo Ji-hwan đã trở thành CEO của một công ty chuyên đi phá đám và làm giải tán các băng đảng xã hội đen khác. Nhưng rồi công ty lại thuê lại những người từ các băng đảng đã bị giải tán đó, tất nhiên là sau khi họ ra tù thì mới có cơ hội để thuê được. Mục đích sau cùng là để họ có một công việc lương thiện và có cơ hội hoàn lương. Cựu ông trùm Seo Ji-hwan cũng là một hình tượng của một YouTuber nghiệp dư với biệt danh là cô chị em nhỏ. Cô ấy chính là Go Eun-ha, người bạn thở thơ ấu của ông trùm. Cô gái này luôn lấy cảm hứng từ người anh, người bạn này để làm nội dung và GA hái được nhiều sự mến mộ từ các bạn nhỏ qua YouTube. Thế rồi thực sự họ đã gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, còn sau đó có yêu đương hay gì gì này nọ không thì chắc phải theo dõi mới biết được nhé. Mở đầu tập phim là cảnh Seo Ji-hwan đã thành công đánh bại được băng đảng Meo Meo của đối thủ và kéo băng đảng Go Go của mình lên dẫn đầu. Đó cũng là lúc anh quyết định giải thể tổ chức của mình, sau đó anh trở lại cuộc sống thường dân và biến mất. Cảnh chiếu đến năm 2023, ở một ngôi chùa, Seo Ji-hwan đang cùng bái lễ với các vị sư thầy thì ở một diễn biến khác, một nhóm người đang đi vào nhà xác tìm kiếm thi thể của một người tên Tích. Một đàn em đã gọi điện báo tin cho anh khiến anh ra lệnh cho bọn họ phải xử lý những thi thể đó và lau máu trên sàn. Điều này khiến cho các vị sư thầy trừng mắt nhìn anh. Anh ngại ngùng đứng lên mà chân lại tê khiến anh ta tạo hình khó đỡ, kể mà giờ có đào được hố thì nhất định anh sẽ dùng hết sức bình sinh mà đào rồi chui xuống. Cảnh quay lại chiếu đến một nữ cảnh sát đang chạy trên đường, cô gọi điện cho người bạn của mình thì được báo địa chỉ ở một club. Vì vậy cô đã nhanh trí kiếm một chiếc khăn choàng che đi chiếc áo đồng phục cảnh sát của mình rồi đi vào bên trong. Seo Ji-hwan cũng đang có mặt tại đây vì được đàn em thông báo tên Tích đang ở đây. Trong lúc cô nàng cảnh sát đi từ nhà vệ sinh ra, không may đã va phải một nhân viên khiến cho cô không kịp phản xạ mà tí thì ngã. Cũng may Seo Ji-hwan đang đi tới nên đã kịp đỡ lấy cô, còn đống kẹo của cô thì rơi tứ tung trên sàn. Sau khi cảm ơn anh xong thì cô đã ngay lập tức rời đi. Tên quản lý club cũng đã nhân được thông tin Seo Ji-hwan đến nên đã đi ra ngăn cản anh vào chơi. Anh nhìn thấy một nhân viên rót rượu đang mang chai rượu mà chúng đã cho mai tóe vào bên trong đem cho khách nên đã ngăn cản lại. Tên quản lý cũng xông lên đáp trả anh nhưng rồi chai rượu cũng lăn xuống đất vỡ toang, điều này đã gây ra sự chú ý của mọi người. Tên quản lý thấy vậy liền đi tới đánh nhân viên của mình, Seo Ji-hwan nhìn không nổi nên đã giữ tay hắn lại. Cô gái kia không hiểu chuyện gì liền tò mò tới xem thì nhận ra anh chính là người lúc nãy đã giúp cô. Nhưng khi thấy anh cầm mảnh sành của chai giơ lên, cô đã lao về phía trước khiến cho chiếc áo choàng bị rơi ra làm lộ chiếc áo đồng phục cảnh sát. Cô ấp úng đi lên còng tay anh lại vì nghĩ anh đã hại nhân viên kia. Nhưng trước câu hỏi của anh về thẻ công vụ và huy hiệu trên áo không có khiến anh nghi ngờ về xuất thân của cô làm cho cô sợ hãi. Cùng lúc đó bảo vệ đã đi tới nên người bạn thân nhanh chóng giải cứu cô ra bên ngoài. Anh cũng bị bảo vệ đưa ra ngoài và định giải về đồn cảnh sát thì bất giác họ phát hiện ra còng tay của cô chỉ là món đồ chơi giả khiến cho anh điên tiết muốn tìm ra tung tích của cô. Có vẻ như sự cố lần này cũng chính là định mệnh gặp mặt một chuỗi câu chuyện sau đó của họ. Thì ra cô gái tên là Eun-ha, một người làm sáng tạo nội dung về trẻ em, sở dĩ có bộ đồ hôm trước là do cô đóng quảng cáo bộ đồ C-boy cảnh sát. Giờ đây cô đang bị giám đốc chỉ trích vì mải nhập tâm đóng vai cảnh sát mà quên không giới thiệu sản phẩm do nhà tài trợ đưa. Giám đốc nói nếu cô còn làm trái mệnh lệnh một lần nữa thì sẽ cắt hợp đồng với cô. Bên này Seo Ji-hwan chuẩn bị cùng đám đàn em dùng bữa. Một tên đàn em đã đưa cho anh hình ảnh một loại thuốc từ Thái Lan đã được lưu hành trong các club từ năm ngoái. Đây cũng là loại mà bang Meo Meo có hứng thú. Vừa nhìn anh đã nhận ra nó giống với loại mà Eun-ha làm rơi hôm đó ở club. Eun-ha đang đi làm linh vật cho quán BBQ thì nhận được điện thoại của bạn thân, chưa nói được mấy câu thì quán bánh bao Hyun-woo đã đập vào mắt khiến cho cô vội vàng tắt máy đi tới. Còn chưa kịp làm gì thì cô đã thấy Ji-hwan bước ra từ ngoài quán, cô nhanh chóng trốn sau tấm áp phích quảng cáo. Cô nhìn thấy anh thu giữ tiền của một đứa trẻ nên nghĩ rằng anh trấn lột, không nghĩ nhiều cô đã đội linh vật lên rồi đi tới tát bốp cho anh một cái. Ji-hwan bị đánh lén sau lưng thì tức giận quay người lại thì đứa trẻ nói chỉ về phía Eun-ha. Lúc đó cô cũng đã chạy đến đầu phố trong bộ dạng linh vật là một chai rượu. Ji-hwan lại đi vào bên trong quán ăn bánh đợi bà anh quay về. Đứa trẻ ban nãy nhân lúc bà anh đi ra ngoài đã lẻn vào ăn trộm tiền của bà. Bà nói sẽ giới thiệu cho anh con gái của chủ tiệm đối diện nhưng anh đã đánh trống lảng rời đi. Bên này Eun-ha đang thực hiện công việc ở quán BBQ thì bị một người đàn ông đi đến trêu chọc lao vào muốn ôm cô. Đúng lúc đó Ji-hwan cũng đi đến, người đàn ông kia cũng cởi mũ của Eun-ha ra. Ji-hwan và anh bốn mắt nhìn nhau, cô đã định thần lại mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy nhưng rồi vẫn bị anh tóm được. Anh hỏi cô về loại thuốc các màu hôm trước và nói đó là mai tóe khiến cho cô không hiểu chuyện gì. Nhưng thấy anh lải nhải mãi không chịu thả cô đi nên cô nói rằng nếu anh đi theo mình thì cô sẽ đưa cho anh loại thuốc đó. Trở về cửa hàng thì cũng là lúc bà chủ tức giận ném túi đồ của cô và đuổi việc cô vì tội trốn ca làm mặc cho cô có giải thích thế nào.
Eun-ha mở cặp sách lấy ra một túi kẹo sắc màu mà Ji-hwan cho rằng là thuốc đó đổ hết cả vào miệng. Ji-hwan thấy vậy liền nhanh chóng đi tới bắt cô nhổ ra nhưng cô lại bị một viên kẹo mắc ở họng. Anh dùng mọi cách giúp cô nhưng vẫn không lấy ra được. Tài tình làm sao khi anh đi vào bên trong quán xin nước cho cô thì cô đã bật được viên kẹo hình trái tim đó ra khỏi cổ họng và bắn vào miệng anh. Tên Gang Jiu của băng Meo Meo đã nghe đàn em báo cáo lại chuyện của Ji-hwan hôm trước. Hắn vui mừng vì Ji-hwan DABI bẽ mặt công khai. Còn bên này Ji-hwan đã kéo Eun-ha đến bệnh viện xét nghiệm và phát hiện ra thứ cô nuốt chỉ là kẹo thôi. Càng nghĩ càng cay, hôm đó cô dám giả mạo cảnh sát khiến anh bẽ mặt. Anh nói cô từ nay tránh xa anh 50m, chạy cho kỹ vào. Cô về kể chuyện với bản thân, chỉ vì cô bị ám ảnh với cái tên Hyun-woo mà hết bi kịch này đến bi kịch khác diễn ra. Người tên Hyun-woo mà cô nói đến đang làm việc ở văn phòng công tố. Anh đang đi vào phòng thẩm vấn tội phạm là một ông trùm băng đảng Ô Bông với tội danh hành hung, đe dọa, mạo danh bộ trưởng. Tên này đã lợi dụng tín ngưỡng mà bắt các con chiên phải cống nạp lễ vật, nếu không sẽ bị tính lãi suất kép lên đến 40%. Bên này băng đảng của Ji-hwan đang họp bàn về vụ của Yoon-taek. Họ đã thuê anh ta làm việc sau khi anh ta ra tò nhưng anh ta đã trốn đi mất. Mọi người đều xôn xao bàn tán khiến cho Ji-hwan phải lên tiếng. Anh nói ở đây ai cũng có tội danh cả, thay vì phán xét thì hãy giúp đỡ nhau. Chính vì việc thành lập nên tập đoàn vì cộng đồng mà theo lời ông trùm băng Ô Bông thì anh đã kéo hết người của ông ta về phe của mình, chính vì vậy ông ta đã tìm đến Chúa giải cứu mình. Còn ở công ty của Eun huyết áp, trong lúc mà mọi người tranh giành nhau những mẫu mã sản phẩm về quay thì cô đã tự nhận sẽ đến lễ ẩm thực của trẻ em, nơi mà mọi người không ai muốn nhận khiến cho giám đốc như chút được gánh nặng. Cuộc họp của tập đoàn Ji-hwan cũng đã kết thúc. Ai nấy đều phản đối ra mặt việc anh cho Yoon-taek một cơ hội nhưng không ai dám gay gắt lên án. Man-ho đã đưa đến trước mặt anh sản phẩm mới của công ty, chính là xúc xích cho trẻ em. Dù nó không phù hợp với hình ảnh của công ty nhưng tổng giám đốc vẫn muốn thử nghiệm một chút. Lễ hội ẩm thực cũng đã đến, Eun-ha đang quay giới thiệu các sản phẩm có mặt tại đây. Tất cả những sản phẩm này đều được kiểm tra nghiêm ngặt mới được trưng bày. Khi xong việc, cô nhìn ra khu trưng bày xúc xích thì thấy khá vắng, mãi mới có một cậu bé muốn đến thử thì lại bị bố cậu ngăn cản. Ông ta sợ rằng họ cho thuốc vào đồ ăn vì họ là những cựu tù nhân. Việc này đã thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Cho dù anh chàng đã chứng minh nó không có gì và ăn nó trước mặt mọi người nhưng vẫn bị ông bố kia chỉ trích. Trong lúc đó, Ji-hwan đang cùng với tổng giám đốc In Yang ngồi đợi đối tác thì một cô gái đã đi đến làm quen với In Yang. Anh đã khéo léo từ chối cô gái để đợi đối tác. Cuối cùng ông ta cũng đã đến nhưng ông ta cũng đã từ chối hợp tác vì nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm của họ. Mặc cho In Yang có đưa ra doanh số bán hàng thuyết phục thế nào, Ji-hwan không nhiều lời mà đưa ra dẫn chứng về việc sếp của anh ta còn rất thích món ăn của một nhà hàng sử dụng thịt do bên họ cung cấp khiến cho đối tác ngồi thẫn thờ. Sau đó anh kêu In Yang rời đi luôn. Ji-hwan cũng đã được nghe báo cáo về vụ việc ở lễ hội ẩm thực và nhanh chóng có mặt ở đó. Anh đi đến dạy dỗ họ một bài học sau đó bảo họ quay về nghỉ ngơi đi vì đã mệt cả ngày rồi. Eun-ha bên này đang lên lớp dạy các bé cách làm bánh khiến cho đám trẻ rất thích thú. Trong lúc cô cùng bọn trẻ tung bột mì chơi đùa thì Ji-hwan đi tới. Anh phải bỏ cả kính ra để nhìn cô trong bộ dạng quá đỗi đáng yêu này. Chơi đùa xong xuôi, Eun-ha thu dọn đồ đạc rồi đi đến nhà vệ sinh nhưng mọi người xếp hàng quá đông. Ji-hwan cũng đi đến nhà vệ sinh phủi bụi bột mì, anh vẫn chưa định thần lại cảnh ban nãy. Trò nghịch của Eun-ha ban nãy đã khiến cho bụi bám ở khắp nơi khiến cho cô phải đi lau sàn nhà. Đúng lúc anh đi ra thì cô đã vô tình chọc gậy vào bụng anh khiến cho anh đau đớn. Anh không muốn cô nhận ra mình nên đã cúi gằm xuống nhưng đám đàn em đi đến đã nhận ra anh và lớn tiếng gọi. Trong lúc hoảng loạn anh đã trượt chân ở cầu thang, Eun-ha đã nhận ra anh nên cô đã buông tay khiến cho anh ngã xuống bất tỉnh. Ji-hwan đã được đàn em nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Trong lúc mọi người còn đang cuống cuồng lo cho anh thì anh đã tỉnh lại. Anh chỉ bị gãy hai xương sườn số 5 và 6 cùng chấn thương nhẹ. Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi một tuần. Anh nhớ lại lúc đó chính cây lau nhà của Eun-ha đã gây nên tội trạng này. Anh đuổi đám đàn em ra bên ngoài, ở trong phòng nhớ lại hình ảnh hồi sáng của Eun-ha. Anh lên tra mạng điều tra thông tin ngọn ngành về cô thì được biết cô làm sáng tạo nội dung cho trẻ em. À, có cả video đóng vai cảnh sát bắt tên trộm nữa này. Thì ra chính ngày hôm đó cô đã làm anh bẽ mặt vì lý do này. Cùng lúc đó Hyun-woo đã về nhà vừa ngồi uống trà vừa dở video của Eun-ha ra xem. Anh còn khen cô bắt kẻ xấu còn điêu luyện hơn cả mình. Sáng hôm sau anh đến văn phòng công tố làm việc thì thấy một cô bé của bị cáo đứng bên ngoài. Vì vậy anh đưa cô bé vào bên trong phòng mình và dỗ dành mua đồ ăn cho cô bé. Đồng nghiệp báo cáo về vụ Seo Ji-hwan bị giam giữ khi ở club mèo của Gong Yang-gui làm anh dấy lên nghi ngờ. Trong lúc đó, Ji-hwan đang ở bệnh viện nghỉ ngơi và đã cày tất cả các video của cô đến mức ám ảnh hình bóng cô đang ngồi cạnh giường bệnh thổi bong bóng luôn. Anh hoảng hốt không biết là mơ hay thật, vội vàng tắt máy, may quá cũng tỉnh lại. Nhưng tắt rồi thì bong bóng vẫn cứ xuất hiện quanh phòng cùng với hình ảnh đáng yêu của Eun-ha hiện lên. Còn một chiếc bong bóng cuối cùng đang bay ra ngoài cửa và Eun-ha người thật đang đứng ngoài đó. Suýt chút nữa anh đã xông lên cho cô một gậy.
Bên này đám đàn em vừa tập luyện vừa bàn tán về Eun Ha, họ cho rằng cô là một trinh sát. Còn Eun Ha đã mang sữa đến thăm Ji Hwan, thăm hỏi mấy câu thấy anh ổn nên cô đã xin phép ra về. Đúng lúc đó đám đàn em của anh gõ cửa đi vào khiến cho anh hốt hoảng tìm chỗ ẩn nấp cho cô. Tìm mãi cuối cùng anh cũng tìm được chỗ đó chính là đắp chân trùm kín người cô ở trên giường. Đám đàn em nói đã tìm được tung tích của cô gái đã làm anh bị thương và họ còn đòi bẻ gãy xương của cô vì dám làm cho Ji Hwan gãy xương sườn. Anh nghe thấy vậy liền đuổi bọn họ ra ngoài và kêu họ đừng nói thêm gì nữa. Bọn họ đi ra ngoài xong thì Ji Hwan đã kéo chăn cho cô. Eun Ha sợ quá liền xin phép rời đi ngay. Về nhà cô đem chuyện kể cho bạn thân và bị cô bạn thân mắng cho vì tội dám đi đến đó một mình, nhỡ may có chuyện gì thì ai cứu được. Đang nói chuyện bỗng cô thấy bài đăng của mình nhận được nhiều lượt bình luận. Mở ra cô mới tá hỏa ra video này chính là video gây lộn ở lễ hội ẩm thực. Cô tức tốc đi đến gặp giám đốc liền thấy thái độ của giám đốc niềm nở với mình. Video đó của cô đã đạt được 2,5 triệu view và việc lên 10 triệu không còn là vấn đề nữa. Anh ta liên tục lải nhải về chiến tích khiến cho cô bất bình. Cô nói tại sao đăng bài mà không có sự đồng ý của cô không muốn nổi tiếng theo cách này. Ji Hwan vừa ngồi uống sữa đang vui vẻ xem các video của cô thì bỗng nhiên lướt đến video xúc xích khiến anh thay đổi sắc mặt. Bên chỗ Hyun U anh cũng đã biết được tin này, những đồng nghiệp của anh cũng không hiểu được việc làm của cô là gì. Đến những đồng nghiệp trong công ty của Eun Ha cũng nói cô chiêu trò, chỉ trích cô cả sau lưng lẫn trước mặt khiến cho Eun Ha rất buồn. Cô ngồi một góc đọc từng comment chửi rủa mình thì đột nhiên phát hiện tài khoản của mình bị đăng xuất. Người vui nhất lúc này có lẽ là đám gong gui của bang Meo Meo, chúng hò reo khi công ty của Ji Hwan bị chế giễu. Đàn em của Ji Hwan tập hợp lại bên trong phòng bệnh của anh để bàn bạc kế sách, dù gì thì họ cũng từng bị chế giễu rất nhiều lần nhưng lần này thì khác hẳn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm của công ty họ ở văn phòng công tố viên. Hyun U bênh vực Eun Ha ra mặt khi mà mọi người nói không tốt đến cô và nói cô cố tình câu view. Anh còn không phủ nhận khi đồng nghiệp nói rằng anh có tình cảm với Eun Ha. Ji Hwan đã cùng In Yang đi đến công ty của Eun Ha và trực tiếp gặp giám đốc của cô. Nhìn thần thái của hai người họ đã khiến cho giám đốc của cô run sợ. Không vòng vo, tổng giám đốc Ju In Yang đã đưa văn bản nói rằng sẽ khởi kiện họ vì tội phỉ báng khi làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Việc này có thể bị đi tò và phạt tiền rất nặng. Tên giám đốc nghe vậy thì liền đổ hết mọi tội lỗi lên Eun Ha. Hắn nói chính vì muốn tồn tại trong nghề nên cô đã tự đăng tải video lên để câu view. Ji Hwan thấy hắn luyên thuyên một hồi nên đã nói hắn chỉ cần xóa sạch video đi là được. Cùng lúc đó ở bên ngoài, Eun Ha đang đi đến bàn của biên tập Lee để tìm tài liệu thì bất chợt Ji Hwan bước ra từ văn phòng. Anh cũng nhìn thấy cô nhưng không nói gì mà định rời đi. Eun Ha liền chạy theo xin lỗi anh, nói rằng đáng nhẽ phải biết có video đó được đăng tải nhưng cô lại không biết gì. Anh hỏi cô sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nếu làm điều đó, còn người của anh thì chỉ muốn đến đó để đem những thực phẩm tốt cho trẻ em mà thôi. Anh càng nói cô lại càng cảm thấy xấu hổ mà không nói thêm được gì. Cô trở về nhà vừa đi vừa đọc những bình luận ác ý nói cô lợi dụng trẻ em câu view. Đi đến một cửa hàng tạp hóa còn thấy họ vứt hết đống xúc xích ra ngoài đường và nói sẽ trả lại cho nhà cung cấp. Toàn bộ hàng đều là của tập đoàn người sa mạc. Ji Hwan cũng đã nhận được thông tin tất cả các cửa hàng đã tạp hóa đồng loại trả lại hàng khiến cho anh rất buồn. Người bình thường phải cố gắng 10 lần thì họ đã phải nỗ lực 100 lần nhưng giờ đây mọi thứ đã tan thành mây khói. Những người khác cũng ngồi bần thần tự trách móc bản thân mình, người thì khóc vì những nỗ lực của mình bao lâu giờ đã không còn. Eun Ha thì đang ngồi cùng với phai gốc của buổi lễ hội ẩm thực, không biết cô định làm gì. Sáng hôm sau, người của tập đoàn nỗ lực giải quyết khiếu nại của khách hàng thì nhận được điện thoại nói có một video. Biên tập cũng đi đến văn phòng tìm Eun Ha và nổi đóa với cô nhưng cô đã phớt lờ rồi rời đi. Thì ra tối qua cô đã ngồi xem đoạn phim gốc lấy được từ chỗ biên tập rồi về lấy những cảnh quay chân thực của những người đàn ông bán xúc xích hôm đó. Họ đã nhẫn nại ra sao, tử tế ra sao. Ji Hwan cũng đã xem đoạn video đó và In Yang cũng đã đoán được ai là người đăng nó lên. Lúc này anh cảm thấy thật xấu hổ vì hôm qua đã buông những lời khó nghe với Eun Ha. Trong lúc Ji Hwan đi xuống sảnh bệnh viện thì đã thấy cô đi vào, anh giật mình trốn sau bức tường. Thì ra Eun Ha đến đây làm tình nguyện viên kể chuyện cho bọn trẻ, nhìn bọn trẻ ai nấy đều rất vui. Sau khi dạy dỗ bọn trẻ xong, cô đã đi đến phòng bệnh của Ji Hwan gõ cửa nhưng không thấy ai hồi âm, cô đã để lại túi đồ ngoài cửa rồi rời đi. Cô đi đến cửa hàng tạp hóa mua nước uống. Trong lúc đó Ji Hwan đang đi bộ thì thấy cô đi từ tiệm đi ra. Anh lặng lẽ đi theo cô ra bến xe nhưng vẫn bị cô phát hiện ra. Cả hai người cùng lên tiếng xin lỗi nhau, anh cũng nói mình đã khỏe, ngày mai sẽ xuất viện. Cả hai lúng túng không biết nói thêm gì, thấy không khí gượng gạo nên Eun Ha đã nói sẽ đi bộ một đoạn rồi chào tạm biệt anh ra về. Hai người cứ như vậy mỗi người một hướng, về đến phòng bệnh anh liền dở túi đồ của cô ra và đọc lời nhắn của cô.
Cô nói muốn đến xin lỗi anh đàng hoàng và gói quả táo tận ngân hàng khiến cho anh lại càng thấy xấu hổ. Sáng hôm sau, Eun Ha vừa đi đường vừa nói chuyện điện thoại với bạn thân. Cô nói nay trời đẹp nên muốn đi dã ngoại thì cô bạn nói với cô nên tìm gặp Hyun U mà cùng đi. Ra đấy bên đường hai người chạm mặt nhau nhưng có vẻ như cô không biết anh là ai. Nhìn thấy tin tức trẻ em bị ngộ độc vì sữa hữu cơ nên cô đã tức tốc bắt xe rời đi. Hôm nay cũng là ngày Ji Hoan ra viện. Trong lúc ra ngoài thì anh thấy cô chạy nhanh đến bệnh viện. Eun Ha tức tốc chạy thang bộ đi lên phòng bệnh vì sữa này do cô đã quảng bá. Hôm trước cô còn tặng nó cho một bạn nhỏ trong viện và giờ cô tức tốc đi đến để lấy lại hộp sữa đó. Cũng may đứa trẻ chưa uống nó. Trên đường đi về, cô thấy rất nhiều trẻ nhỏ bị ngộ độc được đưa đến bệnh viện. Một phụ huynh đã nhận ra cô quảng bá sản phẩm liền lên tiếng chỉ trích cô. Những người khác cũng tức giận công kích cô. Một người đàn ông còn định lấy một hộp sữa ném cô. Cũng may Ji Hoan đã đi đến chắn cho cô. Anh nói cô hãy nhắm mắt và đếm đến 10 đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Eun Ha đang rất lo sợ. Tập 2 của bộ phim Kẻ xấu của tôi đã kết thúc. Các bạn nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo về tập phim mới nhất nhé!